di Chipotle. Máy ảnh càng nhiều chấm, chụp càng nét. Độ phân giải quả là có một chút vai trò trong câu chuyện này. Tuy nhiên điều này không có nghĩa rằng máy càng nhiều chấm, ảnh chụp càng đẹp được, vì nó chỉ quyết định đến kích cỡ của hình ảnh thôi. Trên thực tế, ảnh đẹp hay không còn nhiều yếu tố quyết định như ánh sáng, khẩu độ, kích cỡ cảm biến và quan trọng nhất là kỹ năng của nhiếp ảnh gia. Điện thoại không nên sạc qua đêm vì nó khiến tuổi thọ pin giảm đi. Điều này có thể đúng với những chiếc điện thoại đời cũ. Thực tế thì các mẫu điện thoại ngày nay đều sử dụng pin lithium-ion với cơ chế tự động ngắt sau khi nạp đầy. Tuy nhiên đúng là bạn không nên để pin sạc qua đêm, không phải vì tuổi thọ của pin sẽ giảm mà vì điện thoại vẫn sẽ rút một ít điện từ ổ sạc kể cả khi nó không cần dùng đến. Có nghĩa hóa đơn tiền điện của bạn sẽ tăng thêm một chút, ít thôi nhưng vẫn là tăng. Sóng điện thoại càng đầy, càng nghe rõ. Kể cả khi cột sóng đầy, điều đó cũng không có nghĩa kết nối vẫn tốt. Cột sóng trên điện thoại của bạn chỉ có tác dụng cho thấy tín hiệu nhận được từ tháp antenna gần nhất là mạnh, chứ không đại diện cho toàn bộ hệ thống mạng và tốc độ mạng. Nếu như có quá nhiều thiết bị cùng kết nối vào một tháp, bạn sẽ vẫn bị nghẽn mạch, ngay cả khi cột sóng báo đầy. Máy tính của Apple không thể dính virus. Không rõ từ bao giờ, nhưng người ta vẫn tin rằng máy tính của Apple dùng hệ điều hành macOS không dễ bị dính virus như của người bạn Windows từ Microsoft. Nhưng thực tế thì không có hệ điều hành nào miễn nhiễm hoàn toàn với virus cả. Lý do máy tính Windows nhiều virus hơn là vì Windows là hệ điều hành phổ biến nhất và virus được tạo ra để tấn công thứ phổ biến mà thôi. Và sự thật thì macOS quả là có ít yếu điểm hơn, nhưng virus vẫn có thể xâm nhập được, chỉ là chúng tốn nhiều thời gian hơn một chút thôi. Chế độ ẩn danh sẽ giúp bảo mật thông tin. Nhiều thanh niên rất thường xuyên sử dụng trình duyệt dưới dạng ẩn danh, để làm gì thì không rõ. Tuy nhiên có lẽ chẳng ai buồn đọc ghi chú trước khi bấm vào đó. Sự thật là dữ liệu truy cập của bạn chỉ không được lưu lại trên máy tính sử dụng thôi, còn các nguồn bên ngoài như quản trị mạng, quản trị website vẫn có thể theo dõi hoạt động của bạn. Có nghĩa dữ liệu của bạn hoàn toàn không được bảo mật như bản thân vẫn tưởng. Chỉ nên dùng sạc chính hãng. Đây là một lời khuyên không hoàn toàn đúng. Sự thật thì đúng là sạc zin theo máy là tốt, nhưng nếu sử dụng loại sạc thay thế chất lượng cao thì cũng chẳng có vấn đề gì. Chỉ là không nên sử dụng hàng phết rẻ tiền vì nó có thể khiến bạn trả giá bằng tuổi thọ của thiết bị thôi. Rút thẳng USB ra là có hại cho máy. Như đã thành thói quen, chúng ta sử dụng USB và khi muốn rút ra, cần phải click vào nút Self Remove trên màn hình rồi mới rút được. Nhưng bạn có biết cái nút đó để làm gì không? Nó đơn giản chỉ là thao tác kiểm tra mọi thứ đã được lưu trên USB chưa mà thôi, chứ chẳng còn tác dụng gì khác. Tức là bạn có rút thẳng nó ra cũng chẳng làm sao cả. Chẳng ai thích scandal, bê bối, đặc biệt là những người làm kinh doanh. Nhưng dù có chuẩn bị kỹ càng đến thế nào, xét duyệt lớp lan ra sao thì rủi ro scandal xuất hiện là vẫn có. Nó có thể xảy ra vì khác biệt văn hóa, hiểu sai thông điệp mà có khi chỉ vì một lần vạ miệng như trường hợp của Joe Segapana tại Trung Quốc hồi cuối năm 2018 chẳng hạn. Điểm chung giữa scandal là dù đến theo cách này hay cách khác, chúng đều có tiềm năng gây ra khủng hoảng toàn diện, khiến hình ảnh thương hiệu xấu đi theo cái cách cực kỳ tệ hại. Tuy nhiên mọi chuyện còn phụ thuộc vào cách các thương hiệu xử lý bê bối như thế nào nữa. Nếu khéo léo, có thể hạn chế được hậu quả của scandal, thậm chí là lật ngược thế cờ, biến nó thành một chiến dịch marketing hiệu quả. Bài học 1. Trâu chậm uống nước đục, trong mọi trường hợp đều phải nhanh. Công nghệ phát triển đem lại lợi thế nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong quá khứ, các thương hiệu có thể giữ im lặng một khoảng thời gian để tìm cách xử lý khủng hoảng. Ngày nay thì quên đi, mọi thứ đều phải được xử lý nhanh chóng, càng nhanh càng tốt. Với công nghệ thông tin và mạng xã hội, scandal có thể xuất hiện ngay trong đêm và có nguy cơ biến thành khủng hoảng truyền thông trong nháy mắt nếu không hành động sớm. Tất nhiên bạn vẫn có quyền im lặng, nhưng người tiêu dùng không kiên nhẫn đến vậy. Hệ quả là người tiêu dùng quay lưng, doanh thu sụt giảm, còn nhà đầu tư thì đau lòng. Một nghiên cứu đăng tải trên Equick đã chỉ ra rằng việc nhận trách nhiệm sớm kèm theo lời xin lỗi chân thành, không giả tạo là cách để giải quyết scandal nhanh chóng và để lại ít hậu quả nhất. Minh chứng rõ ràng nhất là trường hợp của Chipotle, một chuỗi nhà hàng ăn nhanh tại Mexico. Mùa thu năm 2015, cái tên Chipotle chiếm trọn trang nhất các báo nhờ vào việc phát hiện khuẩn E. coli trong thức ăn của hãng. Dành cho những ai chưa biết, E. coli là dòng vi khuẩn có khả năng gây ngộ độc và tiêu chảy, nên tất nhiên đây là một bê bối rất lớn dành cho Chipotle. Tuy nhiên, Chipotle hiểu rằng mình cần phải hành động thật nhanh, và họ đã đóng cửa hơn 40 cửa hàng để kiểm tra, đồng thời nhận toàn bộ trách nhiệm cho sự việc. Chưa dừng lại, công ty sau đó còn công bố biên bản xét nghiệm của CDC, đồng thời đưa ra kế hoạch cực kỳ rõ ràng để ngăn không cho các trường hợp tương tự xuất hiện trong tương lai. Nhờ vậy, Chipotle đã giảm thiểu được thiệt hại của vụ bê bối, chỉ kéo dài khoảng 3,5 tháng. Theo như đánh giá của Equick, đây cũng là một trong những scandal có tuổi thọ ngắn và ít nghiêm trọng nhất trong lĩnh vực tương tự. Bài học 2. Hài hước đúng chỗ là một lợi thế. KFC là thương hiệu hiểu rất rõ điều này. Đầu năm 2018, ông già rắn gà của Mỹ vướng phải rắc rối với một số nhà cung ứng, khiến cho chuỗi nhà hàng tại Anh Quốc không có gà mà bán. Sự việc tưởng như đã thành một bê bối lớn sau khi một vài thanh niên ôm bụng đói ra về đã bày tỏ sự giận dữ qua mạng xã hội. Nhưng không, KFC nhanh chóng đăng quảng cáo chiếm trọn hai mặt báo. Trong đó, họ cố tình in nhầm tên thành FCK, chữ viết tắt gợi nhiều liên tưởng trong tiếng Anh, kèm lời xin lỗi có văn phong khá cợt nhã. Tạm dịch: nhà hàng bán gà mà không có gà, quả thực không phải. Xin gửi đến quý khách hàng của chúng tôi lời xin lỗi chân thành nhất, đặc biệt là với những người đã mất thời gian đến ăn gà mà thấy nhà hàng đóng cửa. Và cảm ơn rất nhiều các thành viên và đối tác của KFC đã làm việc không nghỉ để cải thiện tình trạng này. Quả là cái tuần quái quỷ, nhưng chúng tôi đang giải quyết để mỗi ngày quý vị sẽ có gà tươi để ăn. Cảm ơn vì đã chịu đựng chúng tôi nhé. Lời xin lỗi thực sự đã trở thành một pha lật kèo ngoạn mục. Từ một scandal tiềm năng, việc KFC thiếu gà đã trở thành một sự kiện marketing cực kỳ thu hút. Theo dữ liệu của Equick, 2/3 phản ứng của người tiêu dùng với sự kiện lần này là tích cực. Bài học 3. Đừng ngại tương tác với khách hàng. Còn nhớ cuối năm 2018, Joe Segapana đã mất toàn bộ thị trường Trung Quốc chỉ vì scandal phân biệt chủng tộc trong một clip quảng cáo và sai lầm vạ miệng của người phát ngôn. Tuy nhiên, đây không phải là thương hiệu duy nhất từng vướng phải bê bối như vậy. Cuối năm 2017, Dove cũng mắc phải một sai lầm tương tự. Họ đăng một quảng cáo trên Facebook, trong đó có cảnh một người phụ nữ da màu lột xác thành da trắng sau khi dùng Dove. Thông điệp ở đây chỉ là Dove có tác dụng làm trắng da rất mạnh, nhưng tiếc là nội dung quá nhạy cảm đã khiến người tiêu dùng cảm thấy bị xúc phạm, đặc biệt là cộng đồng người da màu và các nhà hoạt động nhân quyền. Dove sau đó đã nhanh chóng nhận sai, công khai đưa ra lời xin lỗi trên Facebook, nơi họ đăng tải quảng cáo trên, và Twitter. Đồng thời họ cũng khuyến khích người tiêu dùng tương tác, gửi ý kiến và cảm nghĩ của mình về sự kiện này. Dù không thể xóa đi sai lầm của mình, nhưng động thái của Dove, đặc biệt là đoạn khuyến khích tương tác, đã giúp họ kiểm soát và giới hạn thiệt hại của vụ bê bối chỉ trong vòng vỏn vẹn 6 tuần.